điều khiển sao chép cho bộ V2 Italia. Rất là đẹp, ngon và rẻ. Chức năng đóng mở như tay điều khiển chính hãng. Hôm nay mình chưa ra cảm biến nhé, mình chống kẹp này, nhưng mọi người vẫn đi lại bình thường. Đóng một phần này, chức năng y như tay điều khiển chính.